Cả nhà, hôm nay mình sẽ đi xới đất cho cây ha cả nhà ha, cho vườn cây của mình ha. Tại vì là mình cần phải thường xuyên xới đất như thế này này cả nhà. Đó, mình dùng cái cây giống vậy ha. Cái một tuần là mình sẽ xới đất một lần như vậy nè. Đó, để cho đất của mình nó tơi xốp rồi đó. Nó dễ hấp thụ được các chất dinh dưỡng. Đó, mình sẽ vun vén xới đất như thế này. Và nhổ bớt cỏ đi ha cả nhà ha. Đó, mấy ông rài mình bệnh đi đây đi đó nè, mình không có chăm sóc được cái cây của mình nè. Hồi xưa mình ở với nội của mình đó, hồi nhỏ mình ở với nội của mình đó, nội của mình chỉ cho mình là phải phải thường xuyên vun xới cho đất thì nó mới trồng cây, nó mới nhanh tốt cho mình được trái bự và nhiều nhiều rau. Thì mình luôn ghi nhớ nội mình dạy vậy đó, cho nên mình trồng cây á cứ một tuần là mình cứ vun xới lại. Tại lúc mà mình tưới nước á, đất nó đổ ra ngoài rồi, cây rồi cỏ rồi nó mọc lung tung hết như vậy nè, thì cỏ mình phải nhổ bớt đi ha. Đó, rồi cái mình vun xới nó lên đó. Đó, các bạn thấy, nhìn thấy đẹp không? Đó, cứ một tuần là mình xới đất cho cây của mình một lần như vậy đó, thì nó đất nó tơi xốp thì nó nhanh tốt hơn. Đó, lúc mà mình tưới nước rồi nó không, nó cũng thấm xuống dưới, chứ đôi lúc mình đất nó cứng á, nó không có nhìn nó ướt ha, nhưng mà thực ra nó không có thấm xuống dưới đất nè, nó trôi đi đâu ra ngoài không hà. Cho nên mình phải xới đất cho mình thường xuyên ha, cứ một tuần là mình xới cho cây một lần vậy đó cả nhà. Đó, mình luôn ghi nhớ lời của nội mình, phải thường xuyên xới đất cho cây đó. Nội mình năm nay đã 93 tuổi rồi, hiện giờ thì không, nội mình không có còn nhớ mình là ai nữa, mình cũng rất là buồn vì điều đó. Nhưng mà mình luôn thương nội mình, tại hồi nhỏ mình ở với nội mình đó, mà hồi nhỏ nội mình kêu kêu mình đi 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 xới đất á là mình trốn việc không hà. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại, mình thật là không có nên làm như vậy, phải giúp nội mình mới đúng. Mình cứ xới đất vậy đó cả nhà, xới xới và đất mình nó tươi xốp ha, nó có oxy, nó có đất, nó cây nó có oxy, nó nhanh tốt lắm cả nhà. Nhớ 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 nội mình dạy cơ. Phải thường xuyên tưới nước và xới đất cho cây đó. Nội mình lúc nào cũng châm ngôn của nội mình đó. Phải nhổ cỏ nè, xới đất nè, thường xuyên nè đó, bón phân cho cây nè thì cây của mình nó mới nhanh tốt. Tại nội mình là nhà vườn mà, lúc nào cũng ngày nào trồng vườn hả, cả mẫu đất luôn á, cả mẫu đất trồng trồng toàn là rau nè, rồi hoa nè, để đi bán đó cả nhà. Nhưng bây giờ nội mình già rồi, đâu có trồng nổi nữa, thì giờ ở với bác mình ở dưới Vĩnh Long rồi, còn mình thì đã qua đây. Nhưng mà lúc nào cũng nhớ lời của nội mình dạy. Đi vun xới nhìn đẹp không cả nhà? Nhìn đất tơi xốp nhìn đẹp ha. Mấy em rài mình là bệnh lu bu không có thắc bính tỏi này cả nhà. Hôm nay mình thắc bính cho tỏi của mình ha. Thì tỏi của mình đã mình phơi cho nó khô rồi đó, xong cái mình cắt cái rễ đi ha, rồi mình làm sạch 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 cái tỏi của mình giống vậy này cả nhà. Đó, củ bự ha. Đó, rồi mình sẽ đi thắt ha. Nè, mình chọn ba củ bự trước đi ha. Đó, mình sẽ chọn ba củ trước nè. Đó, cả nhà thấy không, chéo cái này lên, chéo cái này lên đây đó, thắt ba củ giống vậy ha. Sau đó dùng một sợi dây giống vậy ha, buộc nó lại giống vậy.
thẳng đi cho nó chặt. Rồi, bắt đầu mình thắt ha. Thắt giống như thắt mình thắt thắt bính tóc vậy đó cả nhà. Đó, mình bỏ một cái giữa trước rồi lên đây ha. Giữa trước. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái cây bên đây. Cái cây bên trái ha. Lấp qua bên phải. Rồi. Dùng cái cây này bỏ bên phải. Rồi dùng cái cây bên trái. Lấp qua bên phải. Rồi dùng cái này ha. Bỏ qua bên trái. Thì mình sẽ dùng một cái ở bên phải. Lấp qua như vậy đó cả nhà. Bỏ bên phải thì lấp qua bên trái. Bên trái thì lấp qua bên phải, giống như mình thắt bính vậy đó. Rồi bỏ một cây ở giữa. Sẽ tìm một cái ở dưới cùng ha. Lắp qua. Rồi. Qua bên đây. Tìm cái ở cuối cùng ở bên trái. Lắp qua bên đây. Đó. Cứ tiếp tục như vậy đó cả nhà. Y như thắt bính không có khác gì đó. Đó. À. Tìm bên đây. Thắt qua bên đây. Rồi cây ở giữa. Thắt qua bên đây. Một thành nó thành một chùm đẹp lắm. Cứ tìm cái cây ở dưới, mình cứ chéo qua chéo lại, chéo qua chéo lại cho nó thắt lại nhau à. Dễ cực kỳ luôn. Vậy đó. Xong rồi cái mình treo lên ha. Mình treo lên cái mình để cho mùa đông. Cái mình thích ăn cái mình ra mình đưa nguyên một chùm vô nhà ha. Cái mình ăn ha. Cái chéo qua chéo lại đó dễ lắm cả nhà. Mình cứ chéo qua chéo lại vậy thôi hả. Đơn giản không có gì khó hết. Miệng là nó dính chặt vô với nhau là được. Đó. Cứ lấy ở phần dưới chéo qua chéo lại, chéo qua chéo lại vậy đó. À, mình được một mớ rồi này cả nhà. Đó. Cái mình treo lên. Mình cứ chéo qua chéo lại vậy đó cả nhà. Làm chừng là cả nhà muốn làm dài bao nhiêu cũng được hết. Thích dài làm dài, thích ngắn hay làm ngắn. Cái miệng nó dính lại được với nhau là được. Đó. Xong rồi cái mình cứ lấy hạt ở dưới mình cuốn qua. Dưới mình cuốn qua như vậy ha. Cái lật ở dưới lật qua. Y như mình thắt bím tóc vậy ha. Mình làm như đây thôi. Đó, lựa cái phần dưới. Chèo qua. Chèo lại. Đó. Dễ. Đó, như thắt bím tóc vậy. Thắt bím hai. Xong rồi, mình có một chùm tỏi xong rồi nè. Cả nhà thấy sao? Thấy đằng sau à. Đẹp không cả nhà? Xong rồi đó là mình cứ treo lên rồi. Khi nào mình ăn là mình cứ lấy dao cắt cái chọt giống vậy nè. Cắt chọt vậy là xong. Rồi cái mình
mình dùng một cái cây buộc lại ha. Buộc lại, buộc nó lại. Buộc giống như thắt, thắt bính xong là buộc lại vậy đó. À. Xong, một chùm tỏi, xong rồi treo lên thôi. Cái mic ta. Hả? Đẹp không? Ừ. Cái mic ta. Đã đựng một chùm tỏi rồi. Trời mình. Trời ơi, hủi tóc mẹ chi vậy? Mình sẽ tiếp tục làm cho hết cái phần tỏi của mình ha. Cả nhà ơi, mình làm xong rồi nè. Được mấy bó ta? 2 4 6 7 bó nè cả nhà. Đó, mình cũng đã cho bớt đi rồi đó ha, mà vẫn còn được 7 bó nè. Thì mình sẽ treo vào một chỗ mát giống vậy nè cả nhà. Đó, nhà mình ở dưới, ở ngoài có một cái mái nhà nhỏ vậy ha. Thì mình sẽ treo tỏi của mình hết mùa hè như vậy. Đó, mình sẽ không có treo ngoài nắng nữa, mà mình sẽ treo trong mát như vậy đó, cả mùa hè luôn. Thì sau đó thì mình sẽ mùa đông tới mình sẽ di chuyển vào trong gara đó, để cho nó mát rồi mình cứ ăn dần vào mùa đông vậy đó cả nhà. Thôi video tới đây thôi hả cả nhà ha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Bye bye.